Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch công tác năm 2023. Theo đó, một trong hai chuyên đề công tác trọng tâm sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm 2023 là xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Để kịp thời tầm soát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm an toàn giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc kiểm tra ma túy tại các khu vực bến cảng, nơi tập trung đông đảo tài xế xe tải, xe container chạy đường dài. Toàn bộ quy trình kiểm tra ma túy đối với tài xế xe container, xe tải nặng được thực hiện tại chỗ, thời gian kiểm tra đối với mỗi tài xế khoảng 10 phút nên không ảnh hưởng công việc của tài xế ra vào cảng. Cùng với tổ liên ngành kiểm tra ma túy, tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn cũng được lập ở những nơi tập trung nhiều quán nhậu, đặc biệt là về đêm. Sau 2 giờ lập chốt, hơn 30 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã bị kiểm tra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông vừa phối hợp công an các quận huyện kiểm tra 11 tiệm sửa xe, cơ sở gia công kinh doanh phụ tùng xe máy, qua đó phát hiện nhiều hành vi độ xe trái quy định. Qua kiểm tra đột xuất, các tổ công tác của Công an thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các cơ sở sửa xe, kinh doanh phụ tùng xe gắn máy có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ thay đổi đặc tính kết cấu xe, độ xe như trang bị hệ thống đo lường công suất động cơ để test xe độ. Nhiều xe có dấu hiệu thay đổi đặc tính xe, không có lốc máy, số máy, không xuất trình giấy đăng ký xe và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Những cơ sở vi phạm được bàn giao cho công an phường xử lý theo quy định. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xử lý nghiêm các lò độ xe, cơ sở kinh doanh phụ tùng không rõ nguồn gốc. Đây là bước đầu trong việc kéo giảm tình trạng đua xe trái phép. Thời gian qua, sau đợt ra quân xử lý triệt đề vấn nạn xe quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông, phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cả nước của lực lượng cảnh sát giao thông, tình trạng xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng đã giảm mạnh ở nhiều địa phương. Những hung thần trọng tải lớn đến hàng chục tấn giờ không còn là nỗi lo thường trực của người tham gia giao thông, hạ tầng giao thông không còn chịu ảnh hưởng như trước đây. Những hình ảnh ghi lại được vào cuối năm 2021 tại ngã tư thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, địa bàn giáp danh tỉnh Hòa Bình. Nhiều năm qua, đây vốn là một trong những điểm nóng phức tạp về tình trạng xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng. Còn đây là những hình ảnh gần đây ghi lại được, cùng là những chiếc xe đó và cũng chở vật liệu xây dựng. Thế nhưng kích thước thành thùng giờ đã thay đổi và cũng có cả sự thay đổi lớn về ý thức của lái xe và các chủ phương tiện. Là mình bây giờ là mình đã cắt về y như cũ rồi đấy, thùng gọi là thùng nguyên bản đấy, là không thùng, là không cơi nới gì cả. Mình chạy ăn lương tháng chứ có phải ăn khối lượng hàng đâu mà chả cố chả quá làm gì. Theo đánh giá của lực lượng cảnh sát giao thông, hiện tất cả các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn và di chuyển qua địa bàn đều không phát hiện tình trạng cơi nới thành thùng như trước đây. Tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn xảy ra đối với một số loại hàng hóa đặc thù. Các cái mà ví dụ cái các cái xe như cái xe hổ vồ đấy là người ta mà cắt bằng thành rồi, nhưng mà người ta chở khoáng sản ví dụ như đá một thai đấy thì vẫn có thể là có xe vẫn quá tải, nhưng quá tải ở cái mức rất nhẹ, nó độ khoảng từ 10 đến 30% thôi. Công an xử lý cái xe quá tải quá khổ rất nhiều, nên cái xe quá tải quá khổ ấy là bây giờ không còn nữa, có ít thôi, nên người dân coi như đi lại nó thoải mái hơn. Với mức phạt có thể lên tới 75 triệu đồng cho hành vi chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng theo Nghị định 123 sửa đổi bổ sung Nghị định 100. Cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, những xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng sẽ không còn hoạt động ngang nhiên trên các tuyến đường nữa, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông.